Thế thì cái thủ pháp vô chiêu rất đơn giản như sau. Chúng ta sẽ dò trên mặt tất cả những cái điểm, những cái vùng vị trí được gọi là gì ạ? Là sinh huyệt. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt cao salon pad. Rồi, cái cao salon pad này mọi người có thấy quen không ạ? Vâng, rất là quen. À, và bán đại trà trong các hiệu thuốc cũng cũng khá là rẻ tiền thôi. Đúng chưa ạ? Thế nhưng mà lưu ý mọi người, khi chúng ta dùng salon pad, chúng ta nhớ quan trọng nhất là chúng ta phải bảo quản cao. À, nếu mà chúng ta cứ để hở không như này thì dần dần nó sẽ mất tác dụng. Nó mất cái độ nóng rồi nó bay hết cái hơi ở bên trong ra, thì khi chúng ta dán ấy, nó không có tác dụng nhiều. Đầu tiên về phần cắt cao thì như sau. Với người lớn bình thường ấy, chúng ta sẽ cắt cao từ 3 cho đến 4 mm. Còn nếu mà đếm trên cái bờ gân, cái gân của cái phần phần phim này, phần nhựa này, thì chúng ta đếm là khoảng độ 4 cái dọc đó. Tức là cắt làm sao để cho cái cao này nó nhỏ vừa phải, và khi cái đường cắt này chúng ta cắt thẳng như này. Rồi, cố gắng là cắt thẳng. Đấy, như này là tương đối là thẳng. Đúng không? Rồi. Ngay sau khi cắt xong thì có thể là chúng ta cất cái cao này đi và chúng ta gấp cái mép này lại để cho nó kín hơi. Được chưa ạ? Dạ. Tại vì những cái này nó là những cái nhỏ chi tiết ạ. Chi tiết là bí quyết. Tại sao chúng ta làm mà chúng ta cùng làm một cái công đó nhưng mà chúng ta để cái cao này nó hỏng đi? Chúng ta không biết được. Chúng ta lại cứ để cái cao hỏng, chúng ta mất cái công dán, cắt dán rất là lâu. Đúng không ạ? Mà nó lại ít tác dụng, thì cái việc đó là chúng ta cần phải lưu ý ngay từ đầu. Chúng ta phải bảo quản này, phần có những người người ta cẩn thận, người ta còn cho cái này vào trong túi zip cơ. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo này, những ai mà thuận tay trái thì chúng ta làm theo tôi, còn những ai mà thuận tay phải thông thường chúng ta làm ngược lại nhé. Bởi vì cao này nó sẽ có hai mặt, một mặt dính là mặt này và mặt không dính là mặt này, nhưng tuyệt đối là chúng ta khéo léo một chút là chúng ta không cầm vào cái vật mặt dính này. Vì nhiều người có mồ hôi tay hoặc trong tay nó có muối đấy. Là khi mà tiếp xúc vào cái phần này nó sẽ mất cái phần dính đi, khi chúng ta dán trên mặt cộng với mồ hôi mặt nữa thì nó sẽ bong ra ngay. Được chưa ạ? Rồi, thế thì những người mà thuận tay trái, chúng ta sẽ ngửa cái phần dính lên trên. Chúng ta cắt những cái miếng hình vuông bằng nhau. Nhớ là chúng ta càng cắt vuông bao nhiêu thì khi chúng ta dán huyệt nó sẽ càng đẹp bấy nhiêu. Kéo này nó hơi ấy. Đúng là lâu lắm rồi không không cắt, không làm nghề. Rồi. Rồi. Rồi, đây rồi. Đây này. Đây là ví dụ là tôi cắt được một dải cao như này. Thì chúng ta có thể là dán lên trên vải cốt tông. À, ví dụ mùa đông mà dán lên vải len thì thua rồi, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta dán lên một cái miếng da ấy, hoặc là miếng giấy nào có cái độ bóng. Đấy, chúng ta dán như thế này này. Dán lên áo. Được chưa ạ? Đẩy xuống một cái, nhấc cái kéo lên là nó dính hết lên áo theo đường thẳng như này. Thêm một điều nữa là khi chúng ta dùng ấy, chúng ta nên sử dụng cây cây nhất dương chỉ này. Nó có hai đầu rất là tiện. Và tại sao là chúng tôi khuyên chúng ta là phải có cái cây này? Bởi vì trong suốt khóa học này chúng ta sẽ sử dụng nó liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Và bây giờ sẽ có một cái phần phát huy tác dụng này. Chúng ta dò sinh huyệt ở trên mặt. Nếu như chúng ta nhớ đồ hình phản chiếu mà chúng ta muốn muốn gọi là tập trung vào cái vấn đề chúng ta đang đang bị đó, thì chúng ta sẽ dò chủ yếu vào cái phần mà phản chiếu của cái bộ phận mà chúng ta cần chữa. Ví dụ như là bà Ngọc đi, bây giờ bà đang bị đau thần kinh tọa hay là đau cái phần mà từ hông này kéo xuống đùi. Vậy thì trước khi dò những cái vùng khác, chúng ta sẽ dò cái vùng mà chủ đích trước. Chúng ta sẽ dò cái vùng sống lưng này, xem có cái vị trí nào nó buốt nó đau không. Ví dụ ở đây chẳng hạn, tôi tìm được một cái vị trí mà nó buốt nó đau nó khác thường, được gọi là sinh huyệt, đúng không ạ? Rồi tôi có thể ấn này, 1, 2, 3. Sau đó là khi chúng ta nhấc lên nó sẽ có một cái lõm xuống như thế. Rồi tôi quay cái đầu nhỏ này. Tôi quay cái đầu nhỏ này lại này. Mục đích của đầu nhỏ này chúng ta sẽ xiên này. Đấy, chúng ta sẽ lấy cao này.
Đây ạ. Khi mọi người lấy cao, mọi người lưu ý giúp tôi là chúng ta để, sẽ để cái hình oval hay là hình quả chám như này. Được chưa? Rồi sau đó là chúng ta sẽ để vào đúng vị trí của cái sinh huyệt vừa nãy chúng ta tìm được. À, chúng ta để tay vào, chúng ta kéo ra. Thế là cái cao nó sẽ nằm ở trên cái vị trí mà chúng ta vừa tìm được cái sinh huyệt. Tương tự như thế, ví dụ như là chúng ta chữa về đau vai gáy chẳng hạn này. Kéo này, dò sinh huyệt. Đấy, những cái thằng mà nó cứng, nó cộm, nó tắc, nó buốt. Ví dụ như thằng này chẳng hạn này. Chúng ta ấn này, 1, 2, 3. Đấy, cái việc chúng ta ấn này là chúng ta đã sơ sơ là chúng ta đã xử lý sinh huyệt bằng thủ pháp ấn nhún rồi. Này, tìm được một điểm này, ấn này. 1, 2, 3 này. Sau đó. Rồi. Sau đó này. Sau đó mọi người nhớ rằng là để cao hình chéo hay là hình oval này hay là hình con thoi này. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ xác định cái vị trí vừa nãy này. Đấy, vị trí vừa nãy này, chúng ta để cao lên mặt. Được chưa? Sau đó chúng ta đè nó xuống và chúng ta rút ra. Đó. Thứ nhất là chúng ta không phải bóc ra, xong chúng ta dính vào tay, chúng ta dán vào đấy. Đúng không ạ? Không phải tiếp xúc tí nào vào tay cả. Thứ hai nữa là vị trí nó rất chính xác. Thứ ba nữa là nó rất đẹp. Thứ ba nó rất đẹp. Đúng không ạ? Và cứ như thế chúng ta tìm tất cả những cái huyệt ở trên mặt, tất cả những cái vùng, những cái vị trí mà có sinh huyệt ở trên mặt để chúng ta tác động. Vậy thì việc chúng ta gạch mặt, chúng ta lăn này, khi mà chúng ta chuẩn bị làm vô chiêu cũng giúp cho chúng ta là rút ngắn cái thời gian, thu hẹp cái phạm vi chúng ta tìm các cái sinh huyệt liên quan đến bệnh.